Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình bánh 29 của thương hiệu Specialized. Một cái thương hiệu mà các bác chơi xe thì nhìn phát là đã biết thương hiệu gì rồi. Một cái thương hiệu cực kỳ là đẳng cấp của Mỹ. Đấy, việc sử dụng bộ đè chuyển động Shimano DOG. Và bánh là bánh 29 inch. Nhưng mà hiện tại thì chiếc xe đã được chủ cũ lắp bộ lốp 700C. Cái vòng in của cái vành 29 này thì nó sẽ phù hợp được với cả bánh 700C. Nên là chủ cũ người ta đã lắp một cái bộ bánh 700C vào để cho chiếc xe trở thành một chiếc touring đạp đường phố. Và sau này các bác có thể nâng cấp về, có thể tự nâng cấp được một bộ bánh 29 inch bản dày thì nó sẽ được, thì nó sẽ thành một cái địa hình, một chiếc xe địa hình 29 đây. Chính cái giảm sóc của nó cũng là giảm sóc 29 này. Và vành biết này. Đấy là đủ 29 rồi. Khung xe là khung nhôm các bác nhá, thương hiệu Specialized, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và đẳng cấp của Mỹ này. Các bác chơi xe thì chắc chắn là không thể không biết được cái thương hiệu này. Xe là được sản xuất tại Đài Loan, nước tiếng Đài Loan. Đấy, và được xuất khẩu ngược lại về Mỹ các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy những cái tem e-mail ở trên này đây. Đấy, những cái tem e-mail của xe vẫn còn nguyên này. Cái xe là xe S thì lát nữa em sẽ đo size của chiếc xe sau. Đây thì giờ đi vào phần khung này, lớp sơn của xe là nguyên bản các bác nhá. Còn khung sơn thì màu sơn các thứ là còn cực kỳ đẹp. Như là không có vết xước nhỏ đáng kể luôn. Màu sơn các thứ cực kỳ đẹp. Đề chuyển động sau là Shimano DOG các bác nhé. Đề này là đề 9 tầng lít. Và gạt đĩa là Antut với 3 tầng đĩa. Cho xe có 27 chế độ khác nhau. Trên phần ghi đông thì chiếc xe trang bị một bộ ghi đông dài. Một bộ ghi đông dài. Và tay bấm xả Shimano Aceza. Hai bên đây. 9 speed cái này là 3 đây, cho 27 tốc độ khác nhau. Cụm phanh dầu của Shimano. Phanh dầu Shimano và có thêm một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Rất là tiện lợi. Sóc của chiếc xe là giảm sóc dầu đến từ thương hiệu FG Santur. Một thương hiệu làm sóc rất là ngon này. Thương hiệu giảm sóc cực kỳ quen thuộc. Để các bác chơi xe rồi. Và đây những chiếc sóc rất là đẹp và chất lượng rất là tốt. Mayer của xe là được sử dụng bộ Mayer của Shimano các bác nhé. Bộ Shimano đầy mới này, đĩa là đĩa vặn này. Đĩa vặn Shimano đầy mới. Sử dụng đĩa vặn. Và Shimano thì chắc chắn là không có bi vòng nữa. Shimano thì họ chỉ làm bi côn thôi. Nhưng mà cái bi côn của họ tốt, em nghĩ là còn tốt hơn cả bi vòng đấy. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi phù hợp. Chuyển động là rất là mượt.
Chiếc xe đang có giá bán bên em là 14.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.